Vậy là sau hơn 3 năm, cuối cùng thì bộ phim Arcane Season 2 của nhà Riot Games đã được ra mắt và nó đã trở thành bộ phim có mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử điện ảnh sản xuất phim hoạt hình. Và còn gì tuyệt hơn nếu như chúng ta mang về là một con màn hình có kích thước tỷ lệ là 2:9 để có thể tận hưởng những siêu phẩm điện ảnh như vậy. Và trên bàn mình đây là mẫu màn hình của ViewSonic có cái mã là VA2932MHD. Và hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem rằng một con màn hình có tầm giá chỉ dưới 4 triệu đồng thôi, cụ thể sẽ là 3.990.000, thì nó sẽ thể hiện như thế nào nhá. Và chào mừng mọi người đến quay trở lại với Full Smart World. Rồi, giờ đây cùng mình unbox mẫu hình ra xem là lắp đặt của nó hay là những phụ kiện bên trong của màn hình này nó sẽ có những gì nhá. Đây, rồi con màn hình này cũng có tỷ lệ là 2:9, thế nên là cái việc unbox của nó cũng khá là vất vả, khác với những mẫu màn hình 16:9 các bạn ngoài thị trường. Rồi, mình sẽ bỏ cái này ra một bên nhá. Rồi, chúng ta sẽ có được một bọc xốp như này, mở ra. Thì đây chính là cái panel màn hình chính của chúng ta. Mình sẽ để ra một bên. Còn vấn đề phụ kiện thì mình nghĩ nó sẽ ở bên dưới. Đây. Xem nào, chúng ta có gì nào. Chúng ta sẽ có được một phần trụ đế để có thể gắn lên cái màn hình này. Một cái này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có được thêm là một cái sợi cáp. Đây là sợi cáp HDMI nhé mọi người. Đó, HDMI. Một cái phần trụ đế bằng nhựa thôi. Trong tầm giá dưới 4 triệu đồng như này chúng ta không thể đòi hỏi một cái phần chân đế kim loại được. Thêm nữa là bên trong cái túi phụ kiện này xem có gì nào. Cái sách được rất lắp đặt. Một cái bộ phụ kiện đi kèm. Cũng như là bên đây chúng ta sẽ có vị trí của những con ốc. Cái này để chắc để gắn lên cái phần màn hình ha. Rồi. Còn nữa bên này cục này là cục gì nào. Ok. Đây là cổng nguồn 3 chân nhá, và nó sẽ cắm thẳng màn hình. Chúng ta sẽ không cần đến adapter nữa. Ok ha mọi người, thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần lắp đặt. Mình nghĩ rằng nó cũng chẳng có gì đâu. Nó chỉ có 3 thành phần linh kiện này thôi. Đầu tiên thì mọi người sẽ gá cái phần trụ này vào cái phần mặt đế nhá. Nó gắn bằng cái cơ chế ngàm, cũng chả cần phải ốc liếc gì cả. Bây giờ mình sẽ xoay làm sao để cho nó khít vào là được. Đây, như thế này là vừa này. Đó, tách phát. Đấy, chúng ta đã gửi một phần chân đế rồi. Bây giờ thì việc của chúng ta chỉ cần là lôi cái màn hình này ra. Đó. Đây, mình sẽ để như này cho nó khỏi xước nha mọi người. Đó. Thì đây, ở cái phần này chúng ta sẽ có được vị trí để chúng ta bắt cái phần ngàm này vào này. Bây giờ mình sẽ hơi nghiêng nghiêng màn lên một tí nhá. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đút này vào. Tách phát. Và chúng ta đã lắp xong cái màn hình. Và đây sẽ là mẫu màn hình tổng thể của chúng ta. ViewSonic có cái mã là VA2932MHD. Cho cũng được chứ. Rồi. Và ở phía mặt sau chúng ta sẽ được thiết kế dấu chân ngàm phaser của nó. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần nắp nhựa ra nhé. Bởi vì là dù gì nó cũng phải cái đảm bảo tính đồng bộ nếu như các bạn dùng chân đế chứ không phải dùng chân ngàm phaser đúng không? Đó, bây giờ mình chỉ cần cạy ra nhẹ nhàng thôi là được. Đợi một chút. Đó, và bây giờ mình sẽ chỉ cần rút ra nhẹ nhàng thôi là được đúng không? Bên trong chúng ta sẽ có vị trí của 4 chân mọi người để ý này. Đây này, chúng ta sẽ có được vị trí của chân ngàm 75mm nhá. Đấy, 4 cái sau. Và 4 cái bên ngoài sẽ là chân ngàm 100. Mọi người để ý một chút nhá. Thì chúng ta vẫn có hoàn toàn có thể lắp được vào hai cái chuẩn chân ngàm VESA phổ biến nhất bây giờ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần là các cổng kết nối của các màn hình này nhá. Chúng ta đầu tiên sẽ có một cổng HDMI 2.1 này, HDMI 2.1 này, một cổng DP này, một cái jack audio 3.5 để chúng ta có thể kết nối tai nghe vào. Nếu như các bạn dùng chuẩn hai cổng này bởi vì nó sẽ hỗ trợ đầu ra âm thanh mà đúng không? Bên này thì sẽ là một cái phần chân nguồn để chúng ta cắm thẳng vào đây, không cần quá adapter nữa. Mình thì thích cái phần chân nguồn này sử dụng trực tiếp hơn là một cục adapter. Với cụm phím điều hướng cho cái menu USB của màn hình này, nó sẽ là cụm 6 phím bấm chứ không phải là joystick. Dưới 4 triệu đồng thì các bạn đừng hy vọng vì những cái tính năng như kiểu joystick dễ điều khiển đúng không? Nó có điều khiển chúng ta là tốt lắm rồi. Được rồi mọi người, thì trên bàn mình đây đang là mẫu màn hình sau khi được kết nối với lại máy tính. Chúng ta có thể thấy được rằng nó có một kích thước tỷ lệ màn hình là 21:9. Với cái mật độ điểm ảnh hay là cái độ pixel ở phần chiều dọc sẽ là 1080 và bề ngang nó sẽ là tầm khoảng là 2560. Thông số này thì mọi người có thể hiểu được rằng nó gần như 2K đúng không? 2560 rồi đúng không? Nhưng mà thực tế không phải. Khi mà chúng ta xét đến độ phân giải màn hình ấy, chúng ta sẽ chỉ xét đến chiều dọc thôi. Bởi vì là chiều ngang nó có dài hơn ấy, thì nội dung của chúng ta vẫn hiển thị theo vấn đề chiều dọc đúng không? Thì 1080 vẫn là cái mức cụ thể để xác định. Có nghĩa là con màn hình này nó sẽ là Full HD mở rộng nhá. Được rồi,
Vậy thì cùng mình vào xem rằng nó có gì hay ho không. Ví dụ ở đây mình sẽ mở một chương trình YouTube cho mọi người xem nhé. Rồi, chúng ta đang được nhìn thấy hình ảnh được hiển thị thông qua một đoạn video có ký tỷ lệ là 21:9 với một con màn hình Visionic như này. Mình thấy rằng độ sáng của nó ở mức trung bình thôi. Tí nữa mình sẽ đo sau cho mọi người nhé. Và ở đây cái nội dung được hiển thị, mình cảm thấy đi rằng cái bối cảnh nó hiện ra nó khá sát với mắt của người nhìn. Bởi vì là mắt của người là mắt hai bên đúng không? Không gian hiển thị theo chiều ngang nó sẽ là lớn hơn chiều rộng, thì nó sẽ sát với mắt người nhất. Đó là lý do vì sao mà các tựa game hay là những cái bộ phim điện ảnh nó hay được sản xuất trên tỷ lệ màn hình là 20:9 và tỷ lệ chiếu ngoài rạp cũng tương tự như vậy. Được rồi, giờ đây cùng mình vào phần đo màu nhá. Với bài test quy chuẩn này thì mình sẽ sử dụng con bọ, đó chính là Spydex Elite, phiên bản phần mềm sẽ là 5:9 nhá. Thì mình sẽ trải qua những cái bước đo như kiểu là đo gamut này, đo auto response, brightness and contrast này, screen uniform này và độ chuẩn màu nhá. Được rồi, bài đầu tiên sẽ là đo độ phủ màu nhá. Bắt đầu đo này, chúng ta sẽ để sát con bọ này vào cái phần ô vuông này. Ok, thì màn hình nó sẽ chuyển động qua rất nhiều mẫu màu khác nhau cho mọi người xem. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đo về cái độ đồng đều về màu sắc trên từng khu vực khác nhau. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đo góc bên trên này. Bởi vì mọi người biết được rằng cái màn hình LCD ấy, nó sử dụng công nghệ đó là hắt đèn nền lên bên trên, có nghĩa là những cái phần viền này là những bóng đèn nền, thì cũng phải bóng đèn nào nó cũng sáng được tương tự như nhau. Thì vào nhờ cái việc mà nó không sáng tương tự như nhau như vậy thì chúng ta mới có độ hở sáng. Và cái hở sáng ở trên màn hình LCD nó là tính năng chứ không phải lỗi nha mọi người. Nếu mọi người mua màn hình về nhà mà nó có bị hở sáng ấy, ít hoặc là trung bình thì người ta sẽ không bảo hành cho mọi người đâu, vì nó là tính năng. Rồi, đo thêm khu vực bên này nữa. Với tầm giá khoảng dưới 4 triệu này thì mình nghĩ đây là một cái giải pháp hợp lý để cho các bạn chỉ cần setup một màn hình thôi, không cần thiết phải hai màn hình. Bởi vì là những con màn hình ultra wide này ấy, thì cái không gian hiển thị của nó theo bề ngang đã rất là lớn rồi. Mọi người hoàn toàn có thể là để hai ứng dụng lên để sử dụng cùng một lúc, nó không bị bí bách như kiểu là những cái mẫu màn hình 16:9. Và những anh em nào mà làm editor ấy mà có con màn hình 21:9 này để mà edit thì đúng tuyệt vời luôn. Bởi vì cái không gian nó hiển thị theo bề ngang mà cái phần timeline của mọi người edit nó sẽ được chỉnh chu hơn và nó sẽ được nhiều thông tin hơn, thay vì là mọi người sẽ phải gắn hai màn hình hay là chúng ta sử dụng một màn hình thì không gian hiển thị rất là ít. Rồi chúng ta đến với cái phần đo độ gọi là độ gamma đấy, có nghĩa thăng độ xám đấy. Rồi bây giờ nó sẽ trải qua được nhiều cái mức độ xám khác nhau này, đen này, xám này, xám mờ hơn này, đó nó sẽ sáng dần nhá. Ok, giờ chúng ta phần đến phần đo về độ sáng. Ở cái bước này thì mình sẽ phải sử dụng cái phần menu OSD này. Thì mọi người có thể ngó qua xem menu OSD của nó sẽ sử dụng như nào nhé. Bắt đầu này, ok. Nó sẽ yêu cầu của mình là set độ sáng xuống mức là 0%. Menu OSD của con màn hình ViewSonic nào thì mình thấy nó cũng tương tự nhau thôi, không có gì khác biệt cả. Phần độ sáng, rồi bây giờ mình sẽ hạ độ sáng xuống mức là 0 nhé. Rồi, để chúng ta sẽ đến phần đo độ chuẩn màu nhé mọi người. Mình ở đây chúng ta sẽ có được 3 cái không gian đo khác nhau, 12 màu này, 24 màu, 48 mã màu. Thì thường thường đối với những con màn hình thì mình sẽ đo 48 mã màu để cho ra được một kết quả của độ chuẩn màu là chính xác nhất. Ôi giời. Rồi, chúng ta đã đo xong. Và đây là kết quả đo màu của mẫu màn hình ViewSonic 21:9 này. Mình cảm thấy được rằng cái độ phủ màu của nó tương đối là tốt. Hay là mình không muốn nói là quá tốt trong cái tầm giá mà dưới 4 triệu đồng như này. Nó bao gồm phủ là 92% giải màu DSP3. Có nghĩa là nếu chúng ta quy đổi sang sRGB, ở đây thì con số hiển thị là 100% thôi. Nhưng mà với kinh nghiệm đo màu của mình thì nó có thể bao phủ được tầm khoảng là 127 cho đến 129% sRGB. Nó sẽ là một cái không gian màu để cho mọi người có thể làm việc trên bất kỳ cái nền tảng nào bây giờ hiện có. Ví dụ Adobe hay là kể cả DaVinci Resolve hay là những bất kỳ nền tảng kiểu TikTok hay là như nào đó, nó đều có thể đáp ứng được cho mọi người một cách chuyên nghiệp nhé. Được rồi, chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là phần thăng đo độ xám. Thì ở đây mình cảm thấy rằng cái phần thăng đo độ xám gamma 2.2 của nó đây này, mọi người để ý không? Cái phần màu xanh lam này. Và khi chúng ta so với đối chiếu của thăng đo quy chuẩn ấy, thì cái độ lệch của nó sẽ lớn nhất ở mức khoảng độ sáng từ 10 cho đến là 60% độ sáng. Nhưng mà đối với con màn hình này thì mình nghĩ rằng mọi người sẽ không bao giờ có thể dùng được mức độ sáng 60% đâu. Bởi vì lý do làm sao? Chúng ta sẽ phần đến với lại cái phần gọi là phần độ sáng và độ tương phản. Thì mọi người thấy không? Độ sáng mắc của màn hình này nó chỉ có là 246 nit thôi.
mình cảm thấy nó tương đối là tối. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng trong môi trường kiểu như là phòng kín ấy mà chúng ta sử dụng ở nhà thì mình thấy rằng ok, vẫn có thể chấp nhận được. Và đặc biệt thì cái phần white point của nó, có nghĩa là cái phần độ gọi như là nhỉ, cái độ nhiệt độ màu của nó bám khá sát với nhiệt độ màu ca tiêu chuẩn. Đây mọi người thấy không? Độ sáng cao nhất chỉ là khoảng 6 cả 8 thôi, nghĩa là nó sẽ hơi ấm hơn một chút thôi và không quá đáng kể. Và mức độ sáng 75% sẽ là 6 ca 7, bám khá sát với 6 ca 5 đúng không? Còn 0% thì nó đương nhiên nó chính xác là 6 ca 5 rồi. Này mình không muốn nói thêm. Đây, chúng ta sang cái phần gọi là độ đồng đều về màu sắc trên từng khu vực. Thì mình thấy rằng nó sẽ bị lệch rất nhiều ở phần khu vực phía dưới. Đây, 5.7 này, 7.7 và 7.2 đây ta em. Còn từ khu vực phía trên đổ lên, cũng từ giữa màn hình đổ lên ấy, thì chúng ta sẽ có độ lệch màu gọi là khá là chính xác. Đây, bên trên là 0.4, 0.0, 0.7, 0.6, 2.5 và 3.1. Chấp nhận được ha? Được rồi, chúng ta sẽ đến phần gọi là độ chuẩn màu. Độ chuẩn màu đây thì mình có đo với 48 mã màu khác nhau. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái phần min của nó sẽ là 0.35 mta và bộ max sai lệch thứ nhất nó sẽ là tổng khoảng là 6.22 mta. Thì mình xem nào, có là 6.22 nào. Đó, nó sẽ là màu xám xám này này. Thì cái màu này mình nghĩ rằng các bạn khi mà edit ấy, cái màu tóc các thứ chỉnh sửa ra thì có thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Còn về cái màu mà hay bị sai lệch nhiều nhất trên các con màn hình ấy, đó là mã màu là 1F. Thì mình thấy bên đây nó chỉ tổng khoảng 2.8 thôi, có thể chấp nhận được. Và cái độ chuẩn màu tiêu chuẩn của nó thông qua trung bình cả 48 mã màu ấy, nó sẽ là 2.61 nta nhá. Được rồi, chúng ta đang đến với tựa game Blippi huyền thoại. Thì mọi người có thể thấy đâu, với cái kiểu như là chúng ta nói muốn tựa game bản đồ rộng như kiểu là mã Aram mới ra này nhá, mình cảm thấy nó rộng hơn mã Aram thường tương đối khá khá đó. Thì mọi người nhìn này, mọi người nhìn vào cái phần con Virgo này nhá. Đó, đây, mọi người thấy không? Đó, đấy, sao? Cái không gian hiển thị của nó phải gọi là rất là rộng. Và mọi người thấy không? Mình có thể nhìn được hết phía bên trên này nó có những gì. Đấy, team bên nhau vẫn đánh nhau này, đó, hiểu không? Mọi người thấy mọi người team vẫn đang đánh nhau không? Đấy, và mình đang đi lùa lùa một tí. Đó, và đây trụ mình đã phá xong thành công và team bạn vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra và cả team mình nữa. Đó, mọi người vẫn đánh nhau rất chăm chỉ và team bạn đang cảm thấy như là sắp thắng rồi. Nhưng mà không. Đó. Và cuối cùng mình chỉ thấy được đúng một cái dấu hỏi chấm của team mình. Thế là xong, chúng ta đã hoàn thành trò chơi và mình cảm thấy không gian hiển thị này, mọi người thấy không? Chơi cực kỳ là thích luôn. Tổng kết lại thì trong tầm giá dưới 4 triệu đồng, cụ thể chúng ta sẽ mua hàng được với giá là 3.990.000 đồng. Mang về cho mình một con màn hình có tỷ lệ màn hình 21:9 tận hưởng những bộ phim điện ảnh một cách mượt mà và chân tru nhất. Ngoài ra chúng ta sẽ có được một cái tần số quét là 75Hz đi kèm với lại là một không gian màu phủ lên tới tận là 92% giải màu DCP3. Chỉ có điều là độ sáng của nó hơi tối và cái độ đồng đều và màu sắc của nó không được tốt cho lắm thôi. Mọi người đánh giá sao con màn hình này thì để lại bình luận ngay xuống phía bên dưới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại người trong những video tiếp theo của Quay Smart World. Nó sẽ sớm thôi.